Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Với nhiều người khác, nguyên tắc 2-0 của Quốc Trường có vẻ chảnh, nhưng khi biết được sự thật sau đó, chắc chắn khán giả sẽ càng yêu thích anh hơn. Quốc Trường không phải là gương mặt mới với màn ảnh nhỏ Việt Nam. Anh từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hạnh Phúc Có Thật, Đại Gia Đình, Cung Đường Tội Lỗi, Chuyện Tình Rừng Ngập Mặn, Ngày Hôm Qua, Vườn Yêu. Song, phải tới khi vào vai chàng Vũ Sở Khanh trong phim Về Nhà Đi Con, khán giả cả nước mới phát cuồng vì Quốc Trường. Trên thực tế, mặc dù tham gia đóng phim rất nhiều, nhưng Quốc Trường lại là một diễn viên đại gia với khối tài sản sở hữu lên tới chẳng trăm tỷ đồng. Anh chính là chủ sở hữu hơn 100 quán mì cay nổi tiếng tại Việt Nam và các nước lân cận. Mới đây, nam diễn viên còn xây tặng bố mẹ một căn biệt thự có giá hơn 25 tỷ đồng tại Cần Thơ. Anh cũng chẳng ngại vung hàng tỷ để sở hữu chiếc xế hộp sang trọng hay đầu tư cho những món phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Nói không với quảng cáo trên trang cá nhân dù có thể thu nửa tỷ mỗi ngày. Ở tuổi 31, Quốc Trường có tất cả, sự giàu có, nổi tiếng và tình yêu từ phía người hâm mộ. Song, bản thân anh có nguyên tắc 2-0 khá đặc biệt. Đầu tiên, Quốc Trường khẳng định dù bất cứ bộ phim nào anh tham gia có hot đến cỡ nào, anh cũng nhất định không dùng tên tuổi của mình ở thời điểm đó để quảng cáo trên trang cá nhân. Nam diễn viên hé lộ, khi Về Nhà Đi Con trở thành phim truyền hình quốc dân, tên tuổi của anh nổi như cồn, anh đã nhận được rất nhiều lời mời chào quảng cáo trên trang cá nhân của anh. Những hợp đồng này có thể đem đến cho chàng diễn viên đại gia từ 60 triệu đồng cho tới vài trăm triệu. Theo tính toán của Quốc Trường, nếu chấp nhận đăng bài, dùng hình ảnh và tên tuổi của mình để quảng cáo trên trang cá nhân, anh có thể thu về mỗi ngày cả nửa tỷ đồng. Quốc Trường từ chối thu nhập khủng từ việc quảng cáo trên trang cá nhân. Thế nhưng, nam diễn viên thẳng thắn từ chối. Nhiều người cho rằng vì bản thân anh đã là một đại gia nên anh không màng tới những món lợi nhỏ như quảng cáo lẻ tẻ. Song, theo Quốc Trường, điều khiến anh từ chối các hợp đồng quảng cáo không phải là vì bao nhiêu tiền mà là vì một thứ còn to lớn hơn rất nhiều. Nam diễn viên nhận định, một bộ phim, một vai diễn có hợp đến đâu cũng chỉ đem về cho các diễn viên vài trăm triệu, vài tỷ đồng, nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của fan dành cho diễn viên đó. Bộ phim hot rồi sẽ hạ nhiệt, lúc đó điều duy nhất mỗi người diễn viên còn được sở hữu chỉ là tình cảm của khán giả dành cho mình, đó là tài sản tinh thần không thể đong đếm được. Anh quan niệm càng nổi tiếng, diễn viên càng phải tôn trọng khán giả nên quyết không nhận bất cứ hợp đồng quảng cáo nào trên trang cá nhân. Bởi đó là nơi để anh giao lưu với các fan. Quốc Trường khẳng định, với anh kiếm cả trăm triệu đồng mỗi ngày cũng chẳng sai hết. Mà chắc gì có nhiều tiền đã hạnh phúc bằng việc đón nhận tình cảm của fan. Chắc gì có nhiều tiền đã hạnh phúc bằng việc đón nhận tình cảm của fan. Nói không với game show vì không được là chính mình. Ngoài việc nói không với quảng cáo trên trang cá nhân, Quốc Trường có thêm một nguyên tắc nữa trong việc tham gia game show. Trong thời điểm game show mọc lên như nấm sau mưa, nhiều người nổi tiếng nhanh chóng nắm bắt cơ hội tham gia các game show để tiếp cận với công chúng nhiều hơn. Bản thân Quốc Trường cũng từng tham gia game show, song anh nhận ra rằng trong những chương trình này, anh phải diễn, không được là chính mình. Điều đó khiến nam diễn viên cảm thấy không thoải mái nên anh quyết định học cách từ chối và nói không với game show. Tham gia game show không giúp người ta là chính mình được. Tham gia game show không giúp người ta là chính mình được. Nói như vậy không có nghĩa nghệ sĩ khác không được là chính họ khi tham gia game show, nhưng riêng tôi thì không. Người ta hỏi tôi mà mặt tôi cứ ngu ra, không phản xạ được. Tham gia game show cần có phản xạ tốt, nhưng tôi lại dở chỗ đó. Tôi thích kiểu trầm tư. Tôi nói thẳng, tôi vào game show là một thằng ngu, ngu đần luôn. Tôi thích cái gì có sự nghiêm túc. Tôi không thích sự đùa giỡn trong game show. Tuy nhiên, tôi vẫn thích coi game show. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.